Hello bạn, chào bạn đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm món ruột heo khi nước dừa các bạn. Nè, hai đùm ruột heo này lát nữa mình sẽ bóp muối, chăm rượu rồi mình khìa nước dừa các bạn. Làm thì mình sẽ chà rửa xúc cho nó sạch sời xong xong xuôi rồi lát nữa mình sẽ bóp chanh với muối nha cả nhà. Đây nè. Các bạn ơi, nãy giờ mình làm ruột heo xong, các bạn ơi, giờ mình mời các bạn ăn với mình nha. Ruột heo khìa nước dừa nha các bạn. Đây nè, mình ăn bóc. Bạn xem mà ruột heo. Mình chấm nước tương nha các bạn. Béo, cái ruột nó béo, nước dừa nó ngọt. Ngon quá bạn. Bạn xem nào. Đây. Béo thiệt là đã. Đảo à bạn này. Dài mà nó ngọt, béo béo ngọt ngọt bạn. Nó đã. Béo mà ngọt, nước dừa. Nãy mình đổ nguyên một trái dừa. Béo
nó vừa ngọt rồi cái ruột nó béo béo á, ăn lạ. Bạn cho nè, thịt dai ớt hiểm, hiểm hiểm mặn, hiểm này là hiểm của thiên nhiên, nó trồng nó tự lên đó, cực kỳ bằng ớt hiểm chim đó các bạn, ăn không cay lắm. Mua 2 ký mà mình khìa nó lại còn có nhiêu đó các bạn ơi, thì tới cạn nước luôn, cạn trái dừa. Bạn xem nào, cái này nó mềm hơn cái kia. Quá đã. Nước tay cũng béo, cũng ngọt, bé bé một ngọt. Hôm nay muỗi nhiều quá bạn. Bạn xem nè,
béo quá. Đã ăn nó béo à. Mình đi làm ở đường dưới khu công nghiệp, thấy có cái nhà kia nó nghèo lắm, mà nó che cái trại có ba mẹ con á, phải mình giúp đỡ được mình sẽ giúp đỡ, phải có ai giúp đỡ thì mình dẫn đây. Nhà cái chỗ nó che cái chòi có bung miếng cao su không, mà thấy ba mẹ con ngủ trời mưa ướt ướt thấy lạnh thấy tội nghiệp á. Ngay chặn cái đường mình đi xuống làm công ty làm á, sát mấy đường á các bạn, thấy hoàn cảnh đó tội nghiệp quá không? Phải có ai giúp đỡ thì mình chỉ cho chỗ, tại mình cũng chưa có đủ điều kiện đó. Béo về nó dài mà béo.
Cái này ăn phải có mùi mùi nó ngon. Làm thật quá mất mùi đó. Bắt mùi hôi là nó hết ngon các bạn. Video mình tới đây hết rồi các bạn ơi. Hẹn các bạn video lần sau nha. Chào các bạn nha.